Hello nha, xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục ra vườn nhổ nấm mối nha. Hỏi hổm là nhổ nấm mối ở bờ bên kia, nay là bờ bên đây. Chuối này mới lớn nha. Tôi sẽ đi đến chỗ nhóm món nha các bạn. Nhà vườn cây trái tôi đây. Đây là chỗ có một nấm mối nha các bạn. Mà tôi sẽ chỉ nấm mối nha. À, rất nhiều nấm búp nha. Wow, khỏe không? Quá trời luôn. Nè, nấm đây. Tôi sẽ đi kiếm tiếp nha. Quá trời luôn hả mẹ? Đây. À. Chưa có mọc gì. Nè quá thiệt mẹ. Ừ, cái chừng con đẹp. Nhắm nó nở luôn. Bộ hoạch nhiều nha. Chuyện con ngồi đó đạp nó bấp ủi quá thầy con héo rồi kìa. Buồn quá. Chú chó nha, chú chó cũng thành già luôn, rất là to nha. Nè, qua đi đạp, Hoàng Nguyên đi đạp chắc cú luôn. Quá này nó mới nha các bạn. Nhiều ha. Đâu có gì hả? Đâu có chưa mọc con tẩm mà đây. Nào này sai dữ lắm mà chưa mọc nắng quá. Này nó mọc sai dữ lắm á. Chưa như đây còn nhỏ cũng mệt đây có chứ dài dài đó nhiều quá luôn nha. Này là tại mưa đã mọc lên nữa chứ không phải như đây là hết. Đây tay nắng quá. Ôi ok nè đi đạp ngồi và chừng đạp cái nấm búp á nha, nấm mấy chỗ búp đó. Đặt cứng quá bức không được. Đặt cứng bức không được. Cứng sẽ sức chọt hết à. Nè. Chỉ nó làm gì nó được. Kiếm một con đất nè. Đó đi rồi cậu ơi. Đó đi rồi.
đâu có đâu. Không có. Này còn nấm nào, nấm bút. Đâu? Nè. Nè nấm bút nha. Hả? Đây nấm bút nha. Ờ, hơi nhỏ lên đi, nấm nó nhỏ lên nó nữa. Ây trời, hết chết mẹ. Mini. Mini mà nấm bị chai à. Nấm quá trời luôn nha. Đâu đưa rõ nó mới nè. Vậy là dưới đây là xong nha các bạn. Đây là chuối. Xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để đón chờ video khác nha các bạn.